một người phụ nữ Úc bị bắt cóc ở Afghanistan, tin từ Perth, Úc đại lời. Cha của người phụ nữ Úc bị bắt cóc tại Afghanistan đã nói chuyện với giới truyền thông của Úc ở tại Perth vào hôm thứ Sáu và ông hy vọng rằng con gái của mình sẽ không bị làm hại. Ông Brian Wilson, 91 tuổi, cho biết Bộ Ngoại giao đã gọi điện thoại cho ông, cho biết là con gái của ông đã bị bắt cóc và họ sẽ giữ liên lạc với ông. Hiện giờ những kẻ bắt cóc con gái của ông vẫn chưa đưa ra yêu cầu, nhưng có lẽ họ sẽ không làm hại con gái của ông vì một con tin chết không có lợi ích gì cho họ. Ông Wilson cũng đã có một thông điệp cho những kẻ bắt cóc con gái của mình. Ông nói những người này đang làm điều sai trái và điều này sẽ không thực sự giúp ích cho họ. Cũng trong ngày thứ Sáu, Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop đã cho biết chính phủ Úc đang làm việc chặt chẽ với chính phủ Afghanistan để bảo đảm sự trở về an toàn của một nhân viên cứu trợ người Úc được cho là đã bị bắt cóc. Bà Catherine Carey Jane Wilson là người điều hành một cơ quan viện trợ ở thành phố Jalalabad ở miền đông Afghanistan đã bị bắt cóc tại văn phòng của bà vào sáng thứ Năm bởi hai người đàn ông vũ trang. Bà đã đến Jalalabad vào hôm thứ Tư và đã ở tại một khách sạn trong thành phố trước khi đi đến văn phòng của mình vào sáng sớm hôm sau. Bắt cóc đã trở thành một phương cách để tạo nguồn thu nhập tài chính cho các nhóm Hồi giáo vũ trang trong những năm gần đây, và trả tiền chuộc hay không đã trở thành một đề tài gây tranh luận sôi nổi. Trong tháng 8 năm ngoái, một công dân Đức làm việc cho cơ quan phát triển GIZ của Đức đã bị bắt cóc ở trung tâm Kabul, nhưng sau đó đã được thả. Bà Bishop đã nói với các phóng viên rằng chính sách của Úc là không trả tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc.